Vâng, xin mến chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay mình Toàn sẽ hướng dẫn cái cách bay thử cái con FLYCAM S70W này. Và đây là hướng dẫn cho những người chúng ta lần đầu tiên chúng ta bay. Chính vì thế mà khi mà các bạn bay thử con này thì quý vị và các bạn chúng ta nên đưa ra những cái bài đất trống rộng và sân nó mềm. Ví dụ như hôm nay mình Toàn là đưa cái con này ra tại cái sân bóng đá để toàn thử. Thì để mà điều khiển được cái con này thì trước hết chúng ta là phải biết được các chức năng của các phím ở trên cái bàn điều khiển này, và các chức năng của các cái phím đấy nó như thế nào thì quý vị và các bạn chúng ta hãy tìm ở trên kênh này cái video mà hôm trước Toàn đã giới thiệu các cái chức năng của các phím ở trên bàn điều khiển này rồi. Thì mong quý vị và các bạn chúng ta hãy tìm hiểu nó trước khi mà chúng ta bay thử nó. Và bây giờ là mời quý vị và các bạn chúng ta cùng bay thử cái con FLYCAM này cùng với Toàn nhé. Thì cách bay là như thế nào nhé. Và khi mà chúng ta mà chuẩn bị bay thử con này thì quý vị và các bạn chúng ta hãy cài cái app của nó lên trên điện thoại. Đây, app của nó là SJRC S70W quý vị và các bạn nhé. Đây, chúng ta tải về máy như thế này. Sau đó thì chúng ta bắt đầu làm như sau. Chúng ta bật cái nút nguồn ở trên cái con FLYCAM này trước. Đấy. Và sau đó thì chúng ta lại bật cái nút nguồn ở trên cái bảng điều khiển này. Đây, nút nguồn này quý vị bạn. Đấy, như thế này là chúng ta đang bật nút nguồn. Đồng thời tiếp theo chúng ta ấn cái phím nguồn này bên tay trái này lên. Đấy. Xong chúng ta lại ấn xuống. Sau đó chúng ta ấn hai cái phím này ra phía bên ngoài, lên trên phía bên ngoài. Đấy. Xong chúng ta lại ấn hai cái phím này vào phía bên trong, lên phía trên. Rồi, như thế này là chúng ta đang kết nối con FLYCAM với con điều khiển này. Và chúng ta cũng xác định cái định vị cho con FLYCAM rồi. Sau khi mà chúng ta làm như thế xong thì chúng ta cầm cái con FLYCAM này, chúng ta hãy xoay 360 độ. Và sau đó chúng ta ngửa camera lên, chúng ta lại tiếp tục xoay 360 độ nữa. Thì quý vị bạn nhìn nhé. Khi mà chúng ta xoay 360 độ của hai cái 360 độ xong thì chúng ta vào cái app của nó ở trên điện thoại. Trước khi vào app thì quý vị các bạn hãy kết nối cái wifi trên điện thoại cùng với wifi của con FLYCAM. Chúng ta vào phần wifi. Đấy, chúng ta kết nối với cái con đây SJ-GPS này. Đấy quý vị các bạn. Cái wifi này thì là cái wifi mà để kết nối thôi chứ không phải là wifi internet, thành ra quý vị các bạn cũng không thể dùng cái wifi này để chúng ta truy cập internet được đâu. Nó chúng ta thoát ra và vào cái phần mềm của nó SJ-GPS này. Đến đây thì là quý vị và các bạn chúng ta thấy có rất là nhiều cái con FLYCAM khác nhau, nhưng chúng ta hãy gạt đi và tìm đến con FLYCAM của chúng ta. Gạt ngang. Tìm đến con SJRC S70W này. Và chúng ta nhấn cái nút này để chúng ta kéo xuống tìm con S70W 1080 GPS. Đó. Ta ấn vào nó, sau đó chúng ta ấn Control. Thế là chúng ta đã kết nối được cái app của nó với cái con FLYCAM. Và chúng ta có thể gắn cái này lên trên điện thoại, lên bảng điều khiển. Đây, chúng ta gắn lên bảng điều khiển như này quý vị bạn nhé.
Ban đầu thì chúng ta hãy đưa con flycam ra xa xa một chút để cho nó có cái gọi là xa xa để cho nó an toàn đấy. Chúng ta đưa nó ra xa chút nữa nhé. Để khởi động bay thì quý vị và các bạn chúng ta nhớ tìm hiểu các cái chức năng của các cái phím trên cái bảng điều khiển này nhé. Và bắt đầu để khởi động bay thì chúng ta ấn cái nút này cho nó bay lên trên không trung khoảng 1 mét cho nó an toàn. Quý vị và các bạn nhớ là trên con flycam kia thì cái đầu pin ấy nó là đầu đuôi và đầu không có pin là đầu nhé. Đây chúng ta có thể xem nó bay trên cao. Đây, các bạn nhìn nhá, mình ấn cái này. Đấy. Thì quý vị và các bạn có thể thấy là con flycam này nó bay lên cách mặt đất khoảng chừng 1 mét, sau đó là nó dừng như thế và chúng ta tiếp tục điều khiển các cái phím ở trên bàn điều khiển đây. Chúng ta cho xoay camera, chúng ta cho nó bay cao lên bằng cái phím nguồn bên trái chúng ta gạt lên. Đây quý vị các bạn nhìn nhé, mình gạt phím nguồn bên tay trái, quý vị các bạn nhớ chúng ta gạt là gạt từ từ thôi nhé. Thì nó sẽ bay cao lên. Và chúng ta muốn nó bay thấp xuống thì chúng ta gạt cái phím điều khiển này thấp xuống. Nhưng mà khi mà gạt thấp là quý vị các bạn chúng ta nhớ là kéo cẩn thận, kéo nó nhẹ nhàng thôi. Chúng ta đừng kéo gập một cái mạnh là xuống luôn là nó rơi xuống đất luôn đấy. Chúng ta có thể bay sang trái. Đây, bay sang trái bằng cái phím này. Nhấn sang trái thì nó sẽ bay sang trái. Và nhấn sang phải là nó sẽ bay sang phải. Nhấn về phía trước là nó sẽ bay về trước. Đấy. Con này nó chịu cái sức gió khá tốt quý vị các bạn ạ. Như các con khác thì nó bay lên cái độ cao này hoặc cao hơn thì nó sẽ bị liêng. Nó liêng cái máy bay ấy, thành là con, nhưng con này thì không. Như quý vị các bạn để ý ở trên hai màn hình nhá. Thì đây. Đây quý vị các bạn chúng ta để ý trên màn hình cả ấy. Chúng ta có thể xoay cái góc độ của cái con flycam này, chẳng hạn như là chúng ta xoay góc. Đấy, xoay camera sang trái này, sang phải này. Đấy. Xoay phải tiếp này, hoặc chúng ta cũng có thể xoay sang trái này. Đây, cái khiển này quý vị các bạn nhé, chúng ta xoay sang trái này. Đấy. Xoay sang trái này. Xoay sang trái nữa này. Đấy. Thì là chúng ta cũng có thể điều khiển cái góc quay của nó bằng cái cách là ở cái bánh răng ở bên phía tay phải này. Ta có thể là cho thấp xuống này. Đấy, camera thấp xuống này. Đấy, quý vị các bạn thấy không? Hoặc camera cao lên này. Đấy. Và chúng ta thử cái xem nó bay cao như thế nào. Quý vị các bạn nhé, chúng ta bắt đầu là chúng ta cho bay cao lên chút nữa nào. Tiến lên phía trước nào. Đấy. Quay sang ngang nào. Quay sang trái, sang phải nào. Đấy. Xong.
ở đây là chúng ta cũng có thể là quay video ở đây quý vị các bạn nhé, quay video ở cái nút quay video đây. Đấy. Nút này nút chụp ảnh. Ở đây cái cảnh này nó đang đẹp thì để cho mình chụp, mà xin phép chụp một cái ảnh nhé. Để mình quay camera sang phía kia là để mình chụp ảnh nó đẹp hơn. Ok. Khi mà chúng ta quay cái bên cái phím này, nó là cái phím mà bay nhanh bay chậm, tốc độ nhanh chậm quý vị các bạn nhé. Sau đó là chúng ta có thể là ấn cái phím này để cho nó tự trở về cái vị trí ban đầu quý vị các bạn này, vị trí mà lúc này chúng ta đặt đấy. Còn ấn cái phím này nó cũng tự bắt đầu nó bay ở xa ở đâu nó cũng tự trở về được quý vị các bạn nhé. Phím này là cái phím mà nó đi theo người, thì việc bạn xem thử nó có đi theo người không nhá. Chúng ta test thử chế độ đi theo người. Để mình cho camera nó quay về phía mình một chút ạ. Cho hạ thấp xuống chút. Ok. Và cho nó xem camera nó đang nằm ở đâu và mình cho nó đi theo người này. Khi nào camera nó nhìn thấy mình à, đây rồi, cho máy camera thấp xuống tí thì việc bạn để ý xem thì nó có đi theo mình không nhá. Đây việc bạn nhìn nhá, đây quý vị và các bạn chúng ta hãy để ý xem thì cái camera nó sẽ ở cái con FLYCAM nó sẽ đi theo người cầm cái bảng điều khiển này. Mình phải kích hoạt chế độ này lên quý vị các bạn. Như cái phím mà ấn đi theo người đấy. Đây chúng ta test thử bật chế độ đi theo người lên này. Đấy. Đây, việc bạn thấy mình đi đâu là nó đi ở đấy này. Đấy, quý vị các bạn có thấy nó đi theo người không ạ? Đấy, đấy là chế độ mà đi theo người. Còn bây giờ là chúng ta test thử cái chế độ mà nó về trên không nhé. Test thử cái chế độ mà nó sẽ là trở về vị trí ban đầu nhé. Đây sau khi mà chúng ta test thử như thế rồi thì chúng ta sẽ test thử tiếp theo là cái chế độ mà nó trở về cái vị trí ban đầu nhá. Thì mình ấn cái nút này cái việc ban nhá là nó tự trở về nhé. Hoặc là ví dụ chúng ta có thể test cái độ cao của nó thêm lần nữa. Đây chúng ta cho nó bay cao lên chẳng hạn.
khá là cao quý vị các bạn ạ. Trong các thông số thì nó bảo là bay cao được khoảng 500m, nhưng mà tầm này toàn nghĩ là không đến, khoảng được 300m đổ về rồi. Xong chúng ta có thể là ấn cái phím này để cho nó tự trở về cái vị trí lúc này ở đây quý vị các bạn nhé. Đây chúng ta ấn nút này nè, xem nó tự trở về này. Đây toàn ấn nút này nhé. Và đặt cái điều khiển ra ngoài nhé. Đây, toàn đặt điều khiển xuống đây nhé, xem nó có vẫn tự bay về không nhé. Kể cả là cái lúc mà máy mà pin nó yếu hoặc nó mất cái tín hiệu thì mình mà ấn cái phím mà tự quay về đấy là nó sẽ là con FLYCAM nó sẽ tự bay về quý các bạn nhé. Nó tự hạ cánh quý vị các bạn này. Đấy. Mà trong khi đó là điều khiển đang nằm đây. Khoảng cách nó khoảng 5m. 5m so với vị trí ban đầu mà mình để con FLYCAM ấy. Như này là toàn bộ cái mà quá trình bay thử của con FLYCAM ở đây là mình đã hoàn tất, và cũng rất mong quý vị các bạn có cái điều gì mà không hiểu thì hãy comment hay là bình luận ở dưới video này. Có nếu mà Toàn biết thì Toàn có thể là chia sẻ nhiệt tình. Và để không bỏ lỡ những video tiếp theo hoặc thú vị của kênh thì rất mong quý vị các bạn chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới và thú vị của kênh. Xin chào quý vị các bạn, hẹn gặp quý vị các bạn trong những video tiếp theo. We'll be right back.